Thưa quý vị, thưa các bạn, theo thống kê gần đây, hiện ở Việt Nam chỉ có hơn 200 tổ chức đang hoạt động dưới mô hình là một doanh nghiệp xã hội, nhưng lại có tới hơn 25.000 tổ chức khác có tiềm năng để trở thành doanh nghiệp xã hội. Và có một thực tế là nhiều tổ chức được thành lập và hoạt động mà không nhận thức được rằng mình là một doanh nghiệp xã hội, bởi vì đây vẫn còn là một khái niệm khá mới mẻ ở Việt Nam. Cho đến nay, vẫn chưa có một định nghĩa chính xác mang tính pháp lý cho một doanh nghiệp xã hội. Trong báo cáo nghiên cứu doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam công bố năm 2012, doanh nghiệp xã hội được định nghĩa là doanh nghiệp được hình thành từ các sáng kiến xã hội trên nền tảng giải quyết một vấn đề xã hội cụ thể của cộng đồng. Đồng thời, theo nghiên cứu, doanh nghiệp xã hội được coi như là một mô hình giao thoa giữa tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận và doanh nghiệp. Hình thức tổ chức của doanh nghiệp xã hội cũng khá đa dạng, trong đó loại hình trung tâm và công ty chiếm đa số. Những mô hình như câu lạc bộ, hiệp hội hay hợp tác xã cũng mang những yếu tố đặc điểm của một doanh nghiệp xã hội. Các mục tiêu mà doanh nghiệp xã hội đang hướng đến bao gồm nhiều lĩnh vực như giáo dục đào tạo, thủ công mỹ nghệ, chăm sóc sức khỏe và môi trường. Với lĩnh vực hoạt động đa dạng, tập trung vào các vấn đề còn tồn tại của xã hội, doanh nghiệp xã hội có thể được coi như là những đối tác giúp chính phủ thực hiện các mục tiêu phát triển. Nhận thức được tầm quan trọng này, vừa qua, khái niệm doanh nghiệp xã hội cũng đã được đưa vào dự thảo luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2014. Theo đó, doanh nghiệp xã hội mang ba đặc điểm cơ bản, đó là một doanh nghiệp được thành lập để giải quyết các vấn đề xã hội và thứ ba, lợi nhuận thu được phải được tái đầu tư thực hiện nhiệm vụ xã hội đã đăng ký. Thưa quý vị, thưa các bạn, những doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam, họ đang làm gì, họ hiểu như thế nào về khái niệm doanh nghiệp xã hội, vai trò xã hội của họ là gì? Chúng ta hãy cùng gặp gỡ với một số doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam và lắng nghe họ chia sẻ những thông tin khá thú vị ngay sau đây. Doanh nghiệp xã hội là mô hình doanh nghiệp mà sử dụng một cái mô hình kinh doanh để giải quyết vấn đề xã hội. Doanh nghiệp xã hội có cả những đặc điểm của một doanh nghiệp thông thường là tìm kiếm cái lợi nhuận, đồng thời thì có những cái đặc điểm của một cái tổ chức vì cộng đồng. Doanh nghiệp xã hội đó là một cái doanh nghiệp mà tổ chức đưa ra để có thể giải quyết được các cái vấn đề của xã hội. Đó là một cái mô hình doanh nghiệp hoạt động đem lại những giá trị, những cái tác động nhất định cho xã hội, cho cộng đồng. Mô hình kinh doanh đó có thể là một mô hình kinh doanh có lợi nhuận hoặc là phi lợi nhuận, nhưng điều quan trọng nhất đó là những cái sản phẩm, cái dịch vụ mà mình cung cấp cho cộng đồng nó tạo ra được những cái giá trị, tạo ra những cái tác động nhất định cho xã hội. Doanh nghiệp xã hội là hình thức phát triển cao hơn của tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ nhằm thực hiện các cái mục tiêu xã hội tốt hơn. Nói như thế có nghĩa là doanh nghiệp xã hội phải đặt ra ngay từ đầu mục tiêu cốt lõi là các mục tiêu xã hội, và tổ chức kinh doanh chỉ là một trong những giải pháp để giúp thực hiện cái mục tiêu này một cách hiệu quả và bền vững hơn mà thôi. Doanh nghiệp xã hội được hình thành để giải quyết một vấn đề trong xã hội dựa vào những hoạt động kinh tế của chính doanh nghiệp đó. Kết nối những người có nhu cầu dùng chung phương tiện vận tải, từ đó tiết kiệm chi phí đi lại cho những người tham gia, giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Đem lại cái cơ hội tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân tại Việt Nam, đặc biệt là các nhóm yếu thế trong cộng đồng. Nhằm đảm bảo duy trì những cái sản phẩm truyền thống mang tính chất là văn hóa của dân tộc Thái. Cung cấp các cái hỗ trợ, các chương trình đào tạo và cả mô hình về nơi làm việc dạng như Omamori Spa để giúp người khiếm thị Việt Nam có thể làm việc. Sứ mệnh của C2I là tìm đầu ra cho những sản phẩm được làm bởi đồng bào dân tộc thiểu số. Những sản phẩm đó mang hơi hướng truyền thống dân tộc, sử dụng những chất liệu tự nhiên như vải bông hoặc là vải lanh. Hỗ trợ cho các chị em ở khuyết tật tại Mai Châu, chị em nghèo tại Mai Châu có thể là giải quyết được một số những cái vấn đề việc làm và mang lại cái sự phát triển bền vững. Đối tượng chúng tôi hiện tại đang hỗ trợ là đồng bào dân tộc thiểu số, cụ thể là phụ nữ tại vùng Hà Giang hoặc là Hòa Bình. Đối tượng trẻ em khuyết tật, những đối tượng phụ nữ yếu thế như phụ nữ người mại dâm, phụ nữ có HIV, phụ nữ nạn nhân của buôn người vân vân. Tất cả những nhóm đó được coi là những nhóm yếu thế và sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ cái mô hình hoạt động của Việt Heo. Chị em đã có được những nguồn thu nhập ổn định, đó là mức lương hàng tháng rơi vào khoảng tầm 1,5 đến 2 triệu đồng một tháng cho một chị em. Và với lại cái mức thu nhập như thế thì chúng tôi tin rằng là các chị em có được một cái cuộc sống ổn định hơn. Chúng tôi trích 5% lợi nhuận từ cái hoạt động kinh doanh để trả lương cho bà con, hoặc là xây dựng những hoạt động, những dự án xã hội. Và chúng tôi hiện tại chúng tôi đã tăng lương của bà con, có những người từ
chưa có gì, họ có thể có 500.000 một tháng, hoặc có những người từ 500.000 chúng tôi có thể là đẩy lên mức lương cho họ là 1.500.000 một tháng. Chúng tôi thì đã cung cấp cái chương trình đào tạo tiếng Anh giao tiếp này cho hơn 100 người khiếm thị từ các thành phố, từ các tỉnh đến Hà Nội, và cũng như đào tạo massage thì chúng tôi cũng đã đào tạo trực tiếp và hỗ trợ tài chính để đào tạo cho 54 người khiếm thị. Thưa quý vị, thưa các bạn, với khởi đầu là một trung tâm đào tạo công nghệ thông tin cho những người khuyết tật do Hiệp sĩ Công nghệ Thông tin Nguyễn Công Hùng đặt nền móng, cho đến nay, Trung tâm Nghị lực Sống đã trở thành một doanh nghiệp xã hội tiêu biểu và thành công nhất ở Việt Nam. Ước mơ còn dang dở của Công Hùng đang được chính cô em gái Nguyễn Thảo Vân ngày ngày tiếp tục vun đắp nên. Trong phóng sự cuối của chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng ghé thăm doanh nghiệp xã hội Nghị lực Sống. Tôi là thành viên của Nghị lực Sống và tôi có thể kiếm được 7 triệu một tháng nhờ vào khả năng của mình. Với công việc quản lý chất lượng sản phẩm đồ họa thì tôi có thể kiếm được 8 triệu một tháng. Đến với Nghị lực Sống, tôi mong muốn tìm được công việc ổn định và tìm được sự tự tin cho bản thân ạ. Tôi muốn có một công việc ổn định và có thể tự tin hòa nhập với mọi người. Mỗi người trong chúng ta, ai cũng có một ước muốn riêng cho mình. Và đối với tất cả những người khuyết tật ở đây, Nghị lực Sống đã chắp cánh cho họ để giấc mơ sẽ trở thành hiện thực. Hai căn hộ chung cư nhỏ tại khu đô thị Linh Đàm là nơi ăn ở, sinh hoạt của 24 học viên khuyết tật tại Trung tâm Nghị lực Sống. Họ sinh hoạt cùng nhau, nương tựa vào nhau, đỡ đần nhau trong cuộc sống và cùng đang thực hiện hoài bão của mình, trở thành những người có ích cho xã hội, nuôi sống bản thân và gia đình. Mỗi lần mà chị đi ra ngoài đến những cái nơi đông người, ví dụ đến nhà thờ, đi đến nhà chùa hay là những cái nơi mà người ta tổ chức ca nhạc, thì chị thấy là bắt đầu nơi cứ tụ tập đông người là có những người ăn xin. Người ta cũng bị khuyết tật như chị rồi, người ta lăn lê bò trườn ở ngoài đường. Mưa nắng như vậy mà chị cảm giác chị rất là sợ. Chị sợ rằng là gì khi mà bố mẹ mình già yếu, không thể chăm sóc cho mình được nữa, thì rồi mình cũng giống như họ. Đấy chính là cái động lực mà để cho chị làm tất cả những cái công việc trong suốt thời gian qua. Như thường lệ, mỗi buổi sáng thứ Bảy, Nguyễn Văn Hùng, một trong những học viên cũ của Nghị lực Sống, trở lại trung tâm để chia sẻ và bổ trợ kiến thức thêm về phần mềm chỉnh sửa ảnh cho những học viên mới. Hiện anh chàng tí hon này đang làm việc tại một công ty chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp của Đan Mạch với mức thu nhập khá cao. Sau hơn 10 năm hoạt động, tính đến nay, Nghị lực Sống đã đào tạo về công nghệ thông tin cho gần 600 em học sinh. 80% trong số đó đã có việc làm với mức lương khá, nhiều em thu nhập có thể lên tới 10 đến 15 triệu đồng. Và điều đáng nói là chi phí đào tạo cho học viên hoàn toàn được trung tâm hỗ trợ. Mọi người đều nghĩ rằng là đây là một cái trung tâm từ thiện và nó là được hỗ trợ bởi nhà nước hay là một cái chương trình dự án nào đấy. Và chỉ đơn thuần là đón các em đến xong đào tạo cho các em công nghệ thông tin, thế là hết. Nhưng mà thực tế thì nó không phải là như vậy, nó là một cái doanh nghiệp xã hội. Một bên là trung tâm, hoàn toàn là 100% là miễn phí và đào tạo cho các em. Nó 100% là từ thiện, nhưng bên cạnh đó là có công ty cổ phần Nghị lực Sống. Thì chúng tôi tự làm việc, tự kiếm tiền từ chính những cái dịch vụ được cung cấp từ công ty. Và cũng chính các anh em ở Nghị lực Sống, và trong đó thì sau này trong đó thì có cả những cái học viên mà đã học từ trung tâm Nghị lực Sống qua làm, và hầu hết cái số tiền lãi làm từ công ty thì quay trở lại để hỗ trợ cho cái hoạt động của trung tâm. Chính vì vậy nó là một doanh nghiệp xã hội. Dù còn biết bao khó khăn cả về tài chính cũng như nhân lực, Nghị lực Sống vẫn đứng vững trên chính đôi chân nhỏ bé của mình và đang phải gồng mình cạnh tranh với những doanh nghiệp khác. Mong muốn của doanh nghiệp xã hội Nghị lực Sống là sẽ nhận được sự ưu đãi, hỗ trợ nhiều hơn từ phía xã hội. Mong muốn những dịch vụ của Nghị lực Sống sẽ được nhiều người biết đến và tin dùng. Và đối với mỗi thành viên của Nghị lực Sống, họ luôn có quan niệm rằng chúng tôi chỉ là những người đi gieo hạt, những hạt giống gieo mầm hạnh phúc cho xã hội. Hy vọng rằng Nghị lực Sống sẽ luôn sống như đúng với cái tên của mình, sẽ luôn là những người đi gieo những hạt giống hạnh phúc. Thay mặt những người làm chương trình, chúc những thành viên của Nghị lực Sống luôn khỏe mạnh và vững tin thực hiện ước mơ và hoài bão của mình. Chương trình Sáng tạo xã hội và phát triển ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.